Kính thưa quý vị, từ đầu năm nay thì mô hình quỹ mở bắt đầu có chuyển động rõ nét hơn trên thị trường Việt Nam. Không chỉ lập quỹ mới mà nhiều công ty quản lý quỹ còn đang xúc tiến kế hoạch chuyển mô hình quỹ đóng thành quỹ mở. Với ưu thế không bị hạn chế room ngoại khi đã đi vào hoạt động và được đảm bảo về thanh khoản trong điều kiện nhất định, quỹ mở đang được giới phân tích cho là sẽ ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Nếu như cùng với VNB, MB Capital Việt Nam, Bond Fund hay VFF của VinaWealth được biết đến với tư cách là những quỹ mở đầu tư trái phiếu có mặt sớm nhất tại Việt Nam, thì gần đây, thông tin về các quỹ mở chuyên đầu tư cổ phiếu cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn, báo hiệu cho một tương lai rất gần của quỹ mở cổ phiếu. Mới đây, quỹ đầu tư VFA đã hủy niêm yết tại sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho thủ tục chuyển đổi mô hình từ quỹ đóng sang quỹ mở. Mặc dù chưa công bố chi tiết hơn, nhưng Đại hội nhà đầu tư của quỹ VF1 hôm trung tuần tháng 3 cũng đã thống nhất chủ trương sẽ chuyển quỹ đóng này sang hình thức quỹ mở. Theo ông Đặng Vị Thanh, giám đốc khối khách hàng cá nhân của VinaWealth, thì vào tháng 7 tới, nhà quản lý quỹ này sẽ cho ra mắt hai quỹ mở nữa, trong đó có một quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu. Có những khó khăn nhất định khi tiếp cận nhà đầu tư hiện tại trên thị trường cổ phiếu. Đặc biệt là từ đầu năm nay chẳng hạn khi thị trường cổ phiếu hồi phục tích cực. Đấy, thì chúng ta phải khi mà lập quỹ cổ phiếu, quỹ mở về cổ phiếu thì chúng ta phải thấy được cái đặc trưng quỹ khác với từng đầu tư vào từng cổ phiếu là như thế nào. Thì đấy là cái điểm mà chúng ta phải giải thích được với nhà đầu tư cổ phiếu. Nói thêm về tiềm năng của quỹ mở cổ phiếu lúc này, ông Phạm Ngọc Bích, giám đốc khối phát triển khách hàng tổ chức của công ty chứng khoán SSI cho rằng chính xu hướng giảm xuống của lãi suất và sự hồi phục nhất định của thị trường chứng khoán là cơ sở để quỹ mở hấp dẫn nhà đầu tư. Nếu mà lạm phát mà tăng lại thì khả năng là lãi suất của trái phiếu và là lãi suất của ngân hàng phải tăng lên lại. Thì nếu mà tăng lên lại thì cái quỹ của mình sẽ không có làm được nhiều sinh lợi như mong muốn, đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là chuyện này những cái khả năng mà chuyện này xảy ra rất là thấp, cũng có thể xảy ra nhưng mà rất là thấp, vì chính phủ không có muốn tăng giá điện nhanh như vậy đâu. Thứ nhất, thứ hai nữa là giá của xăng hiện nay thì cũng tương đương với giá thị trường, và nói chung là giá dầu cũng khả năng là không tăng nhiều, từ vì bên Trung Đông nó cũng ổn định rồi. Rất nhiều người nói rằng nhà đầu tư đâu có quan tâm đến quỹ mở. Tôi thì cho ngược lại. Và nó cũng nói thêm cái ý lúc chị nói lúc nãy đó, là sân chơi nhà đầu tư lớn, tôi không nghĩ vậy. Nền tảng lâu dài của quỹ mở phải là đại chúng. Theo một số nhà quản lý quỹ, để xúc tiến sự hình thành quỹ mở, các công ty quản lý quỹ sẽ còn cho phát hành chứng chỉ quỹ mở thông qua các ngân hàng thương mại, chứ không chỉ dừng lại ở các công ty chứng khoán như hiện nay.